Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện các hướng dẫn không rõ nguồn gốc về cách tự chữa bệnh COVID-19 tại nhà. Đáng chú ý là trong một hướng dẫn, liều paracetamol được khuyên sử dụng là liều tối đa, rất dễ có nguy cơ quá liều và gây ngộ độc. Vậy, paracetamol là gì và nó có phải là thuốc thần như lời đồn không? Tiểu vấn viên Thời sự Đà Nẵng TV đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hứa Quang, trưởng khoa nội hô hấp miễn dịch dị ứng Bệnh viện Đà Nẵng để làm rõ hơn về vấn đề này. Thưa bác sĩ, hiện nay thì trên các trang mạng xã hội đang có một cái thông tin truyền tai nhau là có thể sử dụng paracetamol để điều trị COVID tại nhà. Thì theo ý kiến của bác sĩ thì việc sử dụng paracetamol để điều trị COVID-19 tại nhà thì điều này là đúng hay là sai? Có thể dẫn tới nguyên nhân nào không ạ? Cái thứ nhất tôi khẳng định paracetamol không có cái tác dụng cho điều trị mà tiệt căn được bệnh COVID đó cả. Hàng là paracetamol chỉ là một thuốc hạ sốt thôi. Thì khi có bệnh nhân sốt cao có COVID-19 thì bệnh nhân có thể sốt thì vẫn uống paracetamol được để hạ sốt, đó là điều trị triệu chứng chứ không có cái tác dụng gì trong điều trị mà diệt virus của điều trị COVID đó cả. Thì bệnh nhân không thể xác định được mình là có bị COVID hay là không, làm sao bệnh nhân ở tại nhà bệnh nhân tự xác định mình bị COVID được. Thì cho nên là khi mình có triệu chứng như ho sốt này, đau họng này, hoặc là bệnh nhân bị mất vị giác, mất khứu giác này, hoặc là bị thay đổi màu sắc trên tay đâu mà triệu chứng mới COVID đó, thì là bắt buộc mình phải tới khai báo y tế, tới đến chỗ CDC cái địa phương gần nhất để người ta thử dịch hầu họng, chẩn đoán có thực bị COVID không đã. Khi bị COVID thì hiện tại mình điều trị có mấy cái cơ sở điều trị bệnh COVID đó, chứ là không có cái điều trị ở nhà cả. Còn để paracetamol nó uống nhiều quá mà tại nhà sẽ bị một cái tác dụng phụ rất là nặng nên nó sẽ gây tổn thương gan. Thưa bác sĩ có thể cho biết paracetamol sai cách tại nhà sẽ dẫn đến cái hậu quả gì và những cái triệu chứng của việc ngộ độc paracetamol là gì ạ? Cái paracetamol được liều khuyến cáo của người ta thì dùng cái thương lượng với 500mg thì là cái liều khuyến cáo mà uống nhiều nhất là khoảng là 6 viên một ngày. Thì nếu uống quá đó thì sẽ gây ra ngộ độc, mà đặc biệt là một cái tác dụng phụ cái ngộ độc nó nặng nề nhất là sẽ gây tổn thương gan. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.